Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Intel hình như là đã nắm bắt được xu hướng ITX ngày càng tăng cao khi mà người dùng chúng ta thì đang dần hướng tới những cái thứ gì đó nhỏ gọn nhưng mà hiệu năng thì vẫn phải cực kỳ tốt, và đó chính là lý do mà em Note 9 này được ra đời. Em nó thì đã được cho ra mắt vào đầu năm nay và đến bây giờ thì mình cũng đã có ở trên tay đây rồi. Nói một chút về giá thành thì phải nói là em nó đắt, và thực sự là rất đắt các bạn ạ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi xem là liệu với một em Ghost Canyon như thế này, có cái hình đồ đầu lâu ở đây rất là hầm hố, liệu có xứng đáng với cái giá thành mà chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu em nó hay không. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi nhé. Ghost Canyon được phân ra làm hai thành phần chính, bao gồm có Compute Element là bảng mạch gồm CPU, mainboard, tản nhiệt để nâng cấp các máy núc có sẵn hay dành cho các hãng có sản xuất máy bộ. Còn Kit là chọn bộ sản phẩm bao gồm có Compute Element được gắn vào vỏ máy như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Về Compute Element thì có trang bị được CPU Core i5 9300H, Core i7 9750H hoặc là Core i9 9980HK, tùy thuộc vào bạn lựa chọn. Theo lộ trình thì năm 2022, Intel mới cập nhật cấu hình của máy và hy vọng thì lúc đó họ sẽ sử dụng những CPU hợp thời hơn. Bên trong Compute Element sẽ có hai khe cắm RAM với dung lượng tối đa là 16GB bus 2666 hoặc 32GB bus 2400, hai khe SSD NVMe hỗ trợ RAID và Intel Optane. Ngoài ra thì các module khác như là Bluetooth 5 và Wi-Fi 6 cũng được tích hợp ở đây. Ở mặt sau, cổng kết nối đủ dùng bao gồm có hai cổng LAN Gigabit, một cổng HDMI và bốn cổng USB 3.1. Toàn bộ Compute Element sẽ được kết nối với vỏ máy thông qua PCI Express, nhưng khe này là loại khe riêng và các bạn không gắn được vào các khe trên mainboard bình thường đâu nhé. Nếu mua bộ kit thì các bạn sẽ được bao gồm luôn một vỏ cây màu đen bao ngầu như mình đang có ở đây như thế này. Tiếp theo là khi kết hợp cùng với lại Compute Element thì các bạn sẽ được mở rộng ra thêm là một khe SSD NVMe này, hay là ở đây đằng trước thì chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB 3.1 Gen 2, có một khe đọc thẻ nhớ và bộ nguồn của chúng ta đây sẽ là 500W. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt nhất mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là chúng ta có thể kết nối được với lại một thiết bị sử dụng khe PCI Express để có thể gắn thêm một ổ cứng hay là card màn hình cũng như là card capture. Do Intel cố gắng giới hạn kích thước của Note 9 Ghost Canyon, thế nên là độ dài của card màn hình nếu gắn cũng sẽ bị hạn chế nhiều. Kích thước của card tối đa có thể dùng độ dài là 20cm và cao 13cm, độ dày tối đa sẽ là 2 slot. Như trong này thì mình sử dụng chiếc GTX 1650 Super và cũng gần như là tối đa rồi. Điều này thì khá đáng tiếc bởi sức mạnh của CPU Ghost Canyon là không hề yếu nhưng mà lại bị giới hạn bởi hiệu năng và xử lý đồ họa khá nhiều. Việc lắp đặt khá đơn giản và Intel hướng dẫn chi tiết trong sách hướng dẫn đi kèm. Nếu chỉ lắp card thì các bạn chỉ cần tháo nắp bên trên và nắp thông là xong. Đầu nguồn 8 pin cũng được để chờ sẵn. Compute Element ở ngay sau card và có thể tháo nắp ra để lắp SSD hay là RAM không có gì khó khăn. Chỉ trừ khi các bạn muốn nâng cấp Compute Element hay là lắp SSD NVMe thứ 3 thì mọi việc sẽ lòng ngoằng hơn một chút vì các bạn sẽ phải tháo dây Wi-Fi cũng như là các cổng kết nối USB hay là nguồn ra. Mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ như là quạt hút gió của CPU sẽ bị VGA chắn hoàn toàn, nhưng Intel ở đây khá chu đáo khi mà họ lắp một tấm tách gió để tách riêng luồng khí của cả hai ra. Hai quạt nóc sẽ làm nhiệm vụ tạo áp suất âm bên trong để khí mát đi ra và vào từ hai hông lưới. Mặc dù được phân tách gió như vậy, nhưng với thiết kế quá nhỏ nên nhiệt độ của chiếc Note 7 khi mình thử nghiệm với Adobe Premiere vẫn khá cao, đặc biệt là CPU có lúc chạm ngưỡng tới 95 độ C. Card GTX 1650 Super thì đạt tầm 70 độ C. Còn phía bên trong lòng máy thì nhiệt độ dao động từ 40 độ khu vực trong lòng và 50 độ ở khu vực ngoài xả nhiệt phía sau. Mặc dù là mức nhiệt cao như vậy nhưng đáng mừng là chiếc Core i7-9750H lại không bị tụt xung và vẫn giữ được ở mức khoảng 4.3GHz ở nhân cao nhất, còn toàn bộ 6 nhân thì là 4GHz. Và để thử nghiệm hiệu năng thì mình sẽ phải cắm nốt các linh kiện còn lại vào, cụ thể là sẽ gồm 16GB RAM, SSD 512GB, card GTX 1650 Super. Mình sẽ thử nghiệm hai khả năng đó chính là chơi game và dựng phim. Còn nếu để render vẽ đồ họa thì máy này có lẽ là hơi quá sức. Vì dù sao bản thân của CPU trong máy vẫn là CPU laptop, cũng như là mức nhiệt khi hoạt động là không ổn nếu như render dài và liên tục. Đầu tiên thì trong game, thử nghiệm ở độ phân giải Full HD và thiết lập trung bình, trải nghiệm trong những tựa game mới như là Battlefield 5 hay là Shadow of the Tomb Raider là khá mượt. Nút thắt lớn nhất ở đây nằm ở card, bởi bộ kit của Intel chỉ hỗ trợ những card cỡ nhỏ mà thôi, như ở đây là chiếc GTX 1650 Super và nó luôn chạy tối đa công suất, trong khi CPU chỉ chạy ở tầm 50-70%.
rất ít phân cảnh lên được tới 90%. Để gỡ bỏ nút thắt này thì đầu năm nay Razer cùng với Cooler Master và vài nhãn hàng khác đã giới thiệu những chiếc vỏ cây chuyên dụng dành cho nút chính của họ, như là chiếc Cooler Master NC100 với khả năng hỗ trợ các cặp màn hình cỡ khủng tới là RTX 2080 Ti. Và mình thì rất hy vọng nhận được nó để thử nghiệm sức mạnh tối đa mà chiếc nút chính Ghost Canyon này có thể xử lý. Chơi game không được thì rất phí CPU, nên mình sẽ nghĩ đến khả năng thứ hai là dùng máy này cho các bộ máy dựng phim đơn giản xem sao. Thử nghiệm với bộ benchmark Adobe Premiere của PUBG System thì tổng điểm ở đây là mức trung bình. Chi tiết ra, nếu như các bạn chỉ chỉnh sửa video đơn giản, bao gồm có đổ màu và sử dụng những hiệu ứng thiên về CPU ở độ phân giải 4K có định dạng là H.264 hoặc là ProRes 422, còn định dạng 4K RAW nặng thì tất nhiên là sẽ chịu chết rồi. Đối với mình mà nói thì điểm mạnh của em Note 9 Ghost Canyon này bao gồm cả về chất lượng hoàn thiện sản phẩm thì phải nói em nó là một trong những cái sản phẩm tốt nhất của dòng ITX ở thời điểm hiện tại. Còn bên cạnh đó thì đây cũng là một cái sản phẩm đột biến cải tiến mới khi mà nhà Intel thì đã tích hợp cả CPU lẫn mainboard dưới một cái tên là Compute Element để hỗ trợ cho các bạn có thể tiện lợi trong việc nâng cấp về sau. Còn về phần hiệu năng thì sao nhỉ? Như những cái kết quả mà mình đã show cho các bạn thì mình cảm thấy với những bạn nào đang cần một cái sự nhỏ gọn, sang chảnh thì em Note 9 này rất là hợp. Bên cạnh đó với các gamer thì sao? Các bạn sẽ chỉ chơi những cái game mà vừa phải, không đòi hỏi cấu hình quá cao. Còn với các bạn freelancer thì các bạn sẽ hợp hơn khi mà xử lý những cái hình ảnh ở mức độ tầm trung. Bên cạnh đó thì cần phải một cái gì đó mạnh hơn là laptop và đặc biệt là phải tiện lợi khi mà mang đi. Nút thắt lớn nhất ở đây mà mình thấy đó chính là về phần cam màn hình. Khi mà các bạn có thể thấy thì bộ kit ở đây rất là bé phải không nào? Thế nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một cái giải pháp khi mà các hãng như là Cooler Master này hay là Razer ra những cái bộ vỏ khác cho em lúc này để giúp em nó có thể gắn được các cái chiếc card đỉnh cao như là 2070 hay là 2080. Và khi ấy thì nghiễm nhiên chiếc Note 9 Ghost Canyon này sẽ trở thành một bộ máy gaming siêu đỉnh. Nhìn chung thì với mức giá 23, 27 và 38 triệu dành cho một bộ cấu hình sử dụng từ i5, i7 hoặc là i9 mà chưa bao gồm có ổ cứng, RAM và card khá là đắt phải không nào các bạn? Tuy nhiên mình nghĩ rằng nếu như anh em nào đã hạ quyết tâm và sở hữu một em Note 9 Ghost Canyon như thế này thì mình nghĩ rằng là những cái trải nghiệm mà em nó mang lại cho các bạn ấy, từ cái bể ngoài này, từ cái thiết kế bao cool bao ngầu như thế này cho đến là hiệu năng cũng như là cái tính tiện dụng khi các bạn sử dụng, thì mình nghĩ rằng là đây là cái trải nghiệm mà khó có một bộ máy ITX tự build nào có thể so sánh được với em nó. Và các bạn thì sao? Các bạn có những ý kiến đánh giá bình luận gì về em Note 9 Ghost Canyon như thế này thì các bạn có thể bình luận xuống phía bên dưới. Cũng như là tới đây rồi thì đừng ngần ngại mà bỏ lại một like, một share cũng như là subscribe kênh và nhấn quả chuông thông báo phía bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!